Dư Minh An, người hùng thầm lặng của Sài Gòn Heat tại VBA 2023. Vậy là Sài Gòn Heat đã lên ngôi lần thứ tư liên tiếp trong lịch sử VBA, tiếp tục thể hiện sự bá đạo của mình trên bản đồ bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam. Trong những chiến thắng áp đảo hay những trận đấu căng thẳng đến cả những giây cuối cùng, bỏ qua những ánh hào quang của Kentrell Buckley, Hassan Thomas, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh hay là Võ Kim Bản, chúng ta có thể thấy rõ một người hùng luôn thầm lặng cống hiến ở những nhiệm vụ mà không được nhắc đến nhiều trên mặt chỉ số hay những thước highlight trên mạng xã hội. Không ai khác chính là hậu vệ gạo cội Dư Minh An, chàng hậu vệ chuyên phòng ngự cần mẫn của Sài Gòn Heat trong chiến dịch VBA 2023 của ông 30. Nói qua về hậu vệ sinh năm 1993 này, thì ở Việt Nam, Dư Minh An là một trong số ít những cầu thủ được coi là two-way player, hay còn được gọi là cầu thủ có thể thi đấu tốt ở cả hai đầu sân, phòng ngự và tấn công. Nhờ sở hữu khả năng thi đấu công thủ toàn diện, lấy phòng ngự làm nền tảng, cầu thủ sinh năm 1993 xây dựng tinh thần cho các đồng đội trước khi cùng họ bùng nổ trên hàng công nhờ cảm giác bóng đầy khéo léo. Ngoài ra, Dư Minh An còn là mẫu cầu thủ có thể thi đấu đa vị trí. Lúc cần, cầu thủ này có thể là một PG cầm trịch hàng công. Ở những thời điểm khác, An có thể chơi vị trí số 2, shooting guard hoặc số 3, small forward để đột phá và dứt điểm. Từng thi đấu qua nhiều mùa giải tại VBA và có nhiều năm chinh chiến trong màu áo đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh, Dư Minh An chắc chắn là một trong những nội binh 9x chất lượng nhất của bóng rổ Việt Nam ở thời điểm này. Điều đó được minh chứng bằng danh hiệu nội binh xuất sắc nhất năm 2019 cũng như 4 chức vô địch cùng Sài Gòn Heat. Chăm chỉ và khiêm tốn khi tập luyện, bùng nổ và khó chịu khi thi đấu ở trên sân, Dư Minh An là mẫu cầu thủ mà bất cứ đội bóng nào đều khao khát có được. Là một trong những cầu thủ có đóng góp rất quan trọng cho chức vô địch VBA 2019, 2020, 2022 và cả 2023 của Sài Gòn Heat, không bất ngờ nếu ông 30 quyết định đưa Dư Minh An vào một trong 4 cái tên cần được bảo vệ xuyên suốt. Như vậy, người hâm mộ Sài Gòn Heat mới có thể yên tâm bước vào những mùa giải mới. Chúng ta cùng điểm qua một chút về chặng hành trình của chàng hậu vệ sinh năm 1993 này. Bắt đầu ở mùa giải VBA 2017, khởi đầu sự nghiệp VBA với vai trò Sixman của Cần Thơ Catfish. Dư Minh An đến với Cần Thơ Catfish cùng người đồng đội ở tuyển thành phố Hồ Chí Minh là Lê Hiếu Thành. Tại đây, trong mùa giải đầu tiên dự VBA, Minh An đã dần làm quen với môi trường bóng rổ chuyên nghiệp theo phong cách cực đặc trưng của huấn luyện viên Kevin Yerkes. Đầu tiên, anh cùng các đồng đội được nhồi thể lực rất nhiều và sau đó mọi kỹ năng mới được chú ý đến. Tận dụng cơ hội được trải nghiệm điều này, Dư Minh An đã phát triển khá nhanh. Tuy nhiên, ở đội hình có nhiều cầu thủ ra sân ở cùng vị trí point guard, số phút thi đấu của Minh An là không cao. Mặc dù vậy, chàng cầu thủ này vẫn để lại dấu ấn khi cùng Cần Thơ Catfish lọt vào VBA Final 2017. Đến mùa giải thứ hai chơi bóng tại VBA, Dư Minh An đã chia tay đội bóng miền Tây để gia nhập Sài Gòn Heat. Ở tập thể được dẫn dắt bởi huấn luyện viên David Singleton, An bắt đầu thể hiện mình là một trong những two-way player xuất sắc nhất giải. Không chỉ chơi hiệu quả trên hàng công nhờ khả năng dứt điểm cận rổ ấn tượng, xen lẫn bởi những quả 3 điểm chính xác, Dư Minh An còn tỏ ra vô cùng lì lợm và chắc chắn trong phòng ngự. Tiếc rằng, đang thi đấu thăng hoa, Minh An đã bị chấn thương đầu gối trong trận đấu với chính đội bóng cũ Cần Thơ Catfish ở giữa giai đoạn regular season. Kết quả chụp chiếu cho thấy An đã bị giãn dây chằng và buộc phải nghỉ toàn bộ phần còn lại của mùa giải. VBA 2019 chính là lúc Dư Minh An bùng nổ tột độ và đoạt danh hiệu cầu thủ nội binh xuất sắc nhất. Trở lại VBA 2019, Dư Minh An không chỉ giữ nguyên phong độ trước khi gặp chấn thương mà anh còn thi đấu máu lửa và nhiệt huyết hơn so với những mùa giải trước đó. Đây có thể coi là thành quả trong khoảng thời gian thi đấu cùng đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh ở các giải thuộc Liên đoàn bóng rổ Việt Nam tổ chức. Bước vào VBA, Minh An nhanh chóng trở thành trụ cột của Sài Gòn Heat. Ở hàng công, anh là mức cầu thủ chơi cần cù, tuân thủ tuyệt đối chiến thuật của huấn luyện viên và thường xuyên hỗ trợ các đồng đội. Còn trong phòng ngự, hậu vệ mang áo số 7 như một thủ lĩnh thực thụ, chỉ đạo các cầu thủ bọc lót kịp thời. Ngoài ra, Dư Minh An cùng với Triệu Hán Minh còn là hai cầu thủ mẫu mực trong đội, đóng vai trò hình mẫu trong phòng thay đồ, có rất nhiều những cầu thủ trẻ. Cuối cùng, sự công nhận đã đến với cầu thủ sinh năm 1993 khi anh xuất sắc đoạt danh hiệu Local Player of the Year, giải thưởng VBA dành cho nội binh xuất sắc nhất mùa giải 2019. Song song với việc lên ngôi vô địch, Dư Minh An chắc chắn đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong sự nghiệp ở VBA 2019 đã qua. Ở những mùa giải VBA 2020 và 2022, Dư Minh An vẫn luôn giữ vững phong độ của một cầu thủ chuyên phòng ngự cần mẫn và một hậu vệ dẫn bóng chắc cú, tròn vai. Phải thi đấu dưới trướng của những hậu vệ xuất sắc như Christian Duzang hay Madarius Gibb, An không quá mờ nhạt nhưng cũng chẳng hề nổi bật, luôn là kép phụ đáng tin cậy mỗi khi được trao cơ hội bước vào sân và hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Phải đến mùa giải 2023, An mới thực sự được tỏa sáng theo cách riêng khi mà Sài Gòn Heat đưa ra quyết định vô cùng táo bạo với việc chỉ sử dụng một ngoại binh duy nhất. Với việc hai cầu thủ Việt Kiều và ngoại binh của Sài Gòn Heat chơi ở những vị trí số 3, số 4, nghiễm nhiên vai trò point guard chính thức được trao đến tay của Dư Minh An.
Vẫn như mọi khi, những gì An làm được không được thể hiện trên chỉ số khi so với thời kỳ đỉnh cao nhất của hậu vệ sinh năm 1993 này. Mùa regular season của Dương Minh An lại không quá nổi bật, nhưng anh luôn được thi đấu với số phút lớn và đóng góp rất nhiều ở mặt trận phòng ngự cũng như hoàn thành cực tốt nhiệm vụ kiểm soát bóng ở mọi tình huống tấn công. Bước chân vào playoff chính là lúc mà những đóng góp của Dương Minh An lên tiếng rõ ràng nhất. Ở toàn bộ series playoff, Dương Minh An luôn nắm giữ trọng trách theo kèm các hậu vệ siêu sao của đối phương. Không phải là phòng thủ những cầu thủ gốc Việt mà là các hậu vệ ngoại binh, và Dương Minh An thực hiện nhiệm vụ phòng ngự của mình một cách vô cùng xuất sắc. Ở series bán kết lẫn chung kết, nhìn qua chỉ số của hai hậu vệ ngoại binh bên phía Thăng Long Warrior và Nha Trang Dolphin, riêng về Samin Swin thì anh chưa ném vào một quả 3 điểm nào dưới sự theo kèm của Dương Minh An, cũng như mắc nhiều turnover hơn. Swin trung bình 2,6 turnover ở mùa giải năm nay, nhưng khi đối đầu với Dương Minh An ở vòng bán kết thì anh gấp đôi số turnover của mình lên tận 5.0 TO một trận. Còn về phía Madarius Gibb, có đến 6 turnover trong hai game đấu đầu tiên của series, cũng như mắc đến 4,6 turnover mỗi trận, trong khi trung bình ở mùa giải năm nay của Gibb chỉ là 4.4 TO. Những con số này đã thể hiện khá rõ ràng khả năng của Dương Minh An ở mặt trận phòng ngự, và anh chính là chiếc chìa khóa thành công đầu tiên của Heat tại PO năm nay. Thậm chí, An còn gây khó khăn khá nhiều vào vị trí của Gibb, khiến cho anh không được tấn công vào những vị trí ưa thích của mình. Vốn dĩ việc An đã thi đấu, tập luyện cùng Gibb cả một mùa giải 2022, nên việc hiểu được cầu thủ này và làm tốt nhiệm vụ của mình thực sự là thứ mà An đã làm quá xuất sắc ở trong vai trò của một cầu thủ point guard phòng ngự trong series final vừa qua. Không chỉ vậy, Dương Minh An còn có những lúc lên tiếng rất đúng thời điểm với những giây phút tỏa sáng vô cùng xuất sắc. Những tình huống phòng ngự tốt, những cú ném như gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt đối phương, An khiến cho đối thủ khốn đốn với những pha bóng nhìn trông đơn giản nhưng lại hiệu quả và lạnh lùng đến không ngờ. Những gì Dương Minh An làm được ở loạt trận final năm nay hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Final MVP nếu nó không được trao cho Kendrick Buckley. Điểm qua một chút về những chỉ số đáng chú ý của An ở final năm nay. Anh trung bình phút cao chỉ thua Kendrick Buckley và Hassan Thomas khi ra sân trung bình 34,2 phút mỗi trận. Ném rổ vô cùng chắc tay và cướp bóng chỉ thua đúng ngoại binh xuất sắc nhất của Sài Gòn Heat là Buckley với phần trăm field goal đạt 44,7% và trung bình steal với 1,8 steal per game, cao thứ hai toàn đội. Ngoài ra, An còn ném 3 chắc tay nhất đội khi vượt qua cả xạ thủ Võ Kim Bản để có tỷ lệ ném 3 điểm là 41,4%. Qua những con số này, chúng ta cũng hoàn toàn có thể chắc chắn rằng Dương Minh An đã thể hiện mình là mảnh ghép quan trọng bậc nhất trong hành trình đến chiếc nhẫn vô địch thứ tư liên tiếp của Sài Gòn Heat. Chỉ số của Dương Minh An từ năm này qua năm khác vốn chẳng thay đổi, không quá nổi bật, nhưng chưa năm nào mà Sài Gòn Heat không giữ anh lại và đặt niềm tin tuyệt đối vào anh mỗi khi mà An được bước ra sân. Những đóng góp thầm lặng của An ít ai nhìn thấy, nhưng nếu nhìn ra được thì ai cũng muốn có anh ở trong đội bóng của mình. Và đó cũng chính là lý do vì sao mà Dương Minh An chính là người hùng thầm lặng của Sài Gòn Heat. Các bạn nghĩ sao về màn trình diễn của Dương Minh An năm nay? Liệu anh có xứng đáng với danh hiệu Final MVP nếu như nó không được trao cho Kendrick Buckley? Và liệu năm nay Dương Minh An có được thành tích gì, có được danh hiệu cá nhân nào ở mùa giải VBA 2023 không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé!